Chào mọi người nhé. Nay làm cái clip về trồng bí đỏ ăn đọt, quay cho mọi người cùng xem, tham khảo, chia sẻ. Thì mọi người chọn cái giống bí ăn đọt thì chọn cái loại siêu ăn đọt. Sau về mọi người cũng ương hạt giống vô cái chậu và các cái ni nhỏ như các cái loại bầu bí dưa chuột, dưa neo đấy. Đó. Xong rồi mọi người chờ khi nào nó lên phù hợp rồi mọi người sẽ tách ra để mọi người trồng và chuẩn bị các cái hố đất để chúng ta khi tách ra chúng ta có cái cây giống nào chúng ta trồng xuống cho phát triển. Một tuần trồng cái giống bí đỏ siêu đọt ấy, thì nãy ra là mọi người lên để cho nó lên thêm 1-2 cái lá nữa cứng cứng cây ấy, thì mọi người sẽ bứng ra đất và trồng. Tuy nhiên là do cái điều kiện là vài ngày nữa là mình khi mà nó lên 2-3 cái lá nữa thì mình lại đi vắng, thời gian đi dài ngày, nên là sợ là khi nó lên rồi mình không chăm được, không có người chăm thì nó sẽ bị già mất. Nên hôm nay mình sẽ bứng ra và để trồng ra đất cho mọi người cùng theo dõi cái sự phát triển. Nếu mà mọi người cảm thấy phù hợp thì có thể áp dụng cái cách này để ta trồng, ta lấy rau bí chúng ta ăn trong gia đình. Thì trong cái vườn mình thì trồng các cái loại rau bầu bí, rồi rau muống, rau dưa neo, dưa chuột gì đấy. Hôm bữa có một cái video hướng dẫn trồng dưa chuột, mọi người có thể tham khảo. Thì cái cây giống này thì thực ra nó cũng đang bắt đầu lên cái lá con rồi đây. Đấy. Tuy nhiên là do mình thời gian tới mình đi vắng nên mình hôm nay mình quyết định mình bứng ra để mình trồng. Đấy. Thì làm luôn cái video này để cho mọi người coi, và sau khi mình đi công tác về mình sẽ quay cho cái sự phát triển của nó để mọi người cùng xem. Thì sau đây mình sẽ đem cái chậu này ra cái khu đất mình trồng ấy, mình sẽ bứng ra ngoài mình trồng. Nói chung là mùa mưa ấy thì trồng rau gì nó cũng khó, tuy nhiên là nó phải hơi kỳ công và kỹ công một tí nên thì cây gì sẽ có rau ăn nhé, chứ không như nhà các cái trang trại hoặc vườn rau người ta có công nghệ, người ta đầu tư rồi các thứ nên là nó khác, có nhà vườn nhà lưới nó khác, còn mình trồng ở vườn nhà nên là mọi người phải hơi kỹ một tí. Thì kết hợp trong khi chờ đợi bí nó lên thì mình sẽ có rau dền này, rau dền để ăn này, dền đỏ mình sẽ trồng bên cạnh cái đám rau dền này. Rau dền này cũng sắp ăn rồi, sau khi ăn xong thì mình sẽ thu hoạch rau bí luôn. Sau khi mọi người bứng cái cây giống ra thì mọi người chuẩn bị cái đám đất trồng, ta đào một cái hố. Nếu mà đất nó cằn nó xấu thì mọi người có thể bón lót cho nó một ít phân hữu cơ, khoai mộc, ví dụ như sơ dừa hoặc là các cái loại phân bò ấy. Tuy nhiên là mình ở đây thì đất cũng tốt nên mình không cần phải bón lót, bởi vì cái đám này là cái đám lúc trước các cái cây mục rồi mình ủ qua, xử lý qua cái trichoderma để cho nó mục ra rồi, nên mình không cần phải bón lót. Sau đây mình sẽ bứng các cái cây con này ra mình trồng. Đấy. Thì mọi người dùng một cái chậu nhỏ thì khi mình cỡ ra nó rất dễ, mình chỉ cần úp xuống là mình lấy nó ra nguyên rồi. Đấy. Rễ nó mọc xuống dưới tới đây rồi. Sau đó mình tách ra. Thì một hố thì tùy theo, mọi người có thể trồng khoảng cách 1 mét thì trồng có thể một gốc, chúng ta trồng một hố chúng ta trồng 2 gốc, 2 cây. Đấy. Khi mà nó có cái bầu đất rồi thì nó rất là dễ sống, nó không có bị héo cây đâu. Quá trình chăm sóc thì mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem.
và bón phân, bón kết hợp thêm các cái loại phân hữu cơ và các cái loại khác. Đấy. Đó, thì mình cứ trồng một hố là hai cây thôi, tiếp tục đến các cái hố khác. Nếu mà có thời gian thì mọi người để nó thêm cỡ khoảng tuần nữa thì cây giống nó sẽ khỏe hơn, đẹp hơn, bởi vì lúc đấy nó đã lên lá rồi, còn cái này là nó chưa, mới bắt đầu lên lá thôi, chứ còn mới có hai cái nấm mầm thôi, chưa ra cái lá kia, nên là trồng thì hơi cẩn thận tí và chăm sóc kỹ hơn, không nó sẽ bị yếu cây. Mùa mưa thì trồng rau gì nó cũng khó, nên mọi người trồng đừng có trồng sâu quá. Chúng ta trồng sâu quá thì nó sẽ bị dễ bị chặt đất và bị úng nước. Rồi mùa mưa thì đất nó rất là ướt nên cũng không cần sâu lắm. Sau này mình sẽ vun gốc nó vào. Bầu bí thì nó rất ưa. Khi nó bò ra ta lại vun và đắp thêm đất cho cái cây nó khỏe. Chúng ta có thể sử dụng các cái loại rơm rạ hoặc rác ta phủ gốc để cho nó, vì ngoài trời cho nên là để tránh cái nước mưa nó đập, khi cây còn nhỏ mưa nó sẽ đập thì nó sẽ bị dập cây, rất là khó phát triển. Mọi người có thể tận dụng các cái cây cỏ hoặc là rơm rạ ta tủ gốc nó để hạn chế phần nào cái nước mưa nó đập. Khi mà nó đã phát triển được vài ba cặp lá rồi thì lúc đấy mưa không ăn thua gì với nó nữa. Rau vậy, sau khi mọi người ương rồi thì mọi người chỉ cần đổ cái này ra là mọi người sẽ trồng thôi. Này, rễ rất là nhiều nhé, tuy cây nó mới 2 năm mầm thôi nhưng rễ phát triển rất nhiều. Đấy, thì sau khi tất cả các cái cây giống mình đã xuống đất trồng rồi đó, thì cái công đoạn tiếp theo là như mình nói là nếu mà có rơm rạ thì mọi người tủ sơ vào cái gốc để cho mưa nó khỏi dập cái cây. Khi nó lớn lên rồi thì không sao, chứ nhỏ nó dập thì nó sẽ bị chết hoặc là gãy cây. Mình không có rơm rạ nên là mình đã chuẩn bị một ít trấu. Đấy, mọi người xem đây là cái vỏ trấu thì mình cũng bỏ xung quanh để mưa nó đập cho đất nó khỏi bị văng lên trên cái lá. Đấy, người có thể sử dụng cái trấu, tuy nhiên mọi người cũng tủ cái trấu nó xa xa ra gốc, đừng có sát gốc quá thì nó sẽ nóng gốc và có thể dẫn đến là bị chết cây. Chủ yếu là để cho mưa nó khỏi dập lá và nó văng cái đất nó bám vào cái lá làm cho cây khó phát triển. Cứ có thể rắc trấu xung quanh, đừng có rắc sát gốc quá thì nó sẽ nóng gốc và dễ bị úng. Rơm rạ mọi người tủ thì nó ấy hơn, tốt hơn. Thì sau khi mình đã trồng cây và mình rắc một lớp trấu để tránh cho mưa nó bắn đất lên lá, bám vào lá, thì tiếp theo là mình sẽ tưới sơ lại cho nó nén cái gốc và cũng như là cho nó mát cái gốc lại. Rồi là mình sẽ quay trở lại sau khi đi về và xem cái độ phát triển như nào, mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem. Và cái cách chăm sóc sau khi nó đã lên lá thì sẽ bỏ cái loại phân gì và thời gian như thế nào thì mọi người cùng chờ nhé. Mọi người có thể
tưới sơ lại cho nó chặt cái gốc lại và nó mát cái gốc đó. Hôm nay mình quay lại cho mọi người xem cái giống bí đỏ ăn đọt sau khi mình trồng ra được 10 ngày. Đấy. Hôm nay nó phát triển cũng tương đối là tốt rồi. Về cơ bản thì cái tỷ lệ của nó sống sau khi mình đánh ra đất lúc đó nó cũng còn hơi non thì nó cũng sống. Theo cái cách trồng là cũng đảm bảo 100% không bị chết cây nào. Đây. Thì sau khi trồng ra được 10 ngày thì nó đã lên được 4-5 cặp lá rồi. Rất là xanh. Đấy. Thì hôm nay là được 10 ngày rồi. Như thế là tốc độ phát triển rất là tốt. Nay mình sẽ tiến hành bỏ phân cho nó. Khi mà có cái trấu này thì nó khi mà tưới hoặc là khi mà mưa thì nó đỡ văng cái đất lên trên lá. Nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy. Phía trong kia đấy, cây trong kia. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành là bỏ phân cho nó. Lần cữ đầu tiên thì mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem cái loại phân mình bỏ cái cữ đầu tiên cho nó. Đấy. Đây thì cái phân hôm nay mình bỏ là phân NPK và có tăng cường thêm ure NPK ure của đạm Cà Mau ấy. Thì mình bỏ cho nó lần đầu tiên thì cái loại này thì nó rất là nóng và sót, cho nên là khi bỏ là mọi người bỏ nó xa gốc ra chứ không là gần quá nó sẽ bị cháy gốc và cháy rễ, nó sẽ chết cây nhé. Sau đây mình sẽ bỏ phân cho lần đầu tiên. Thì mọi người bới cái gốc ra khoảng cách qua gốc khoảng 10 phân 15 phân gì đó, và mọi người bỏ cho nó một một ít một nhúm phân. Đấy. Sau đó lắp lại. Bỏ vậy thì sau khi mưa hoặc là nước thì cái đạm này phân này nó sẽ tan ra và nó sẽ ăn được từ từ, nếu mà bỏ gần quá thì nó sẽ sót cây và nó cháy gốc, nó sẽ chết cây. Đây còn cái dàn dưa leo hôm bữa quay cho mọi người xem cái clip trước thì nay hoa rất nhiều. Đấy, hoa và trái rất nhiều, trái nhỏ rất là nhiều, trái của nó đây, trái bự đây. Đấy, hoa rất là nhiều, hoa nhiều rồi trái cũng rất là tốt. Thì cũng thường xuyên chăm sóc và bỏ phân NPK như vậy thôi. Quả trái này, trái ra rất nhiều. Bên này 2-3 trái này. Thì dưa leo thì lại cũng bỏ phân rồi, thỉnh thoảng người bẻ bớt cái lá dưới gốc đi cho nó thông thoáng để cây nó phát triển, thứ hai là nó đỡ bị cái loại lấm bệnh ở dưới gốc.
Thì cái bí ăn đọt đó trồng được 10 ngày, hôm nay mình bỏ phân tiếp. Và sau 10 ngày nữa thì mọi người tiếp tục cùng theo dõi kết quả cho tới lúc được thu hoạch xem là nó khoảng bao nhiêu ngày. Thank you.